đại dịch Corona đang truyền vào trong nước ta, đánh giặc Corona vì cuộc sống cho một nhà, không đến nơi đông người để dịch bệnh dễ lan ra, nghi nhiễm cần kịp thời mau đi khám cách ly xa. Đánh giặc Corona, đoàn kết toàn dân ta, đánh giặc Corona, từ trẻ đến người già, đánh giặc Corona, ngành y là xung kích, thể quyết thắng đại dịch, hòa chung một bài ca. Mọi người khi đi ra nên đề phòng cho chính ta, nhớ khẩu trang ta mang vì lợi ích ta an toàn, nên nhớ khi đi về là cần rửa kỹ đôi tay, ai cũng vì cộng đồng không lây nhiễm Corona. Đánh giặc Corona, đoàn kết toàn dân ta, đánh giặc Corona, từ trẻ đến người già, đánh giặc Corona, ngành y là xung kích, thể quyết thắng đại dịch, hòa chung một bài ca. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Phường Hải Châu tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Những điểm mới trong quy định quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại thông tư số 40/2021 của Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn thông báo trường hợp phụ lái xe tải F1 của bệnh nhân Nguyễn Văn Được chở hàng từ vòng xoay Tân Vàn, Bình Dương, dương tính với SARS-CoV-2, phát hiện tại chốt kiểm soát dịch thị xã Nghi Sơn và các biện pháp triển khai thực hiện phòng chống dịch trên địa bàn như sau. 1. Thông tin trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện tại chốt kiểm soát dịch thị xã Nghi Sơn. Họ và tên: Lê Kim Nguyên, sinh ngày 8 tháng 2 năm 2001, quê quán Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình, địa chỉ tạm trú Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương, nghề nghiệp phụ xe, số điện thoại 0345-002-145, xét nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm ngày 7 tháng 8 năm 2021 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 8 tháng 8 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thực hiện. 2. Kết quả điều tra dịch tễ. Ngày 4 tháng 8 năm 2021, bệnh nhân cùng với F0 Nguyễn Văn Được đi xe tải biển kiểm soát 88H00403 di chuyển đến địa điểm bốc hàng ở vòng xoay Tân Vàn, Bình Dương. Quá trình bốc hàng không tiếp xúc với ai. Ngày 4 tháng 8,
Đến sáng ngày 6 tháng 8 năm 2021, bệnh nhân ăn nghỉ trên đường không tiếp xúc với ai ngoài Nguyễn Văn Được. Qua các chốt kiểm dịch giữ khoảng cách trên 2 mét, mua cơm gọi người mang ra, hạ cửa kính xe để lấy, không xuống xe. Tại các điểm đổ xăng, chỉ trả tiền qua cửa kính xe. Khoảng 19 giờ 7 phút ngày 6 tháng 8 năm 2021, về đến điểm dừng chân Diễm Quỳnh thuộc địa chỉ xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, F0 Nguyễn Văn Được có kết quả dương tính với test nhanh, được khẳng định dương tính bằng PCR và chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Bệnh nhân Lê Kim Nguyên được cách ly tại khu cách ly tập trung số 5, khách sạn Thanh Còi, tổ dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Ngày 7 tháng 8 năm 2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 8 tháng 8 năm 2021, do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thực hiện. 3. Các biện pháp đã triển khai. Sau khi nhận có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 của ông Lê Kim Nguyên, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, các đơn vị liên quan đưa bệnh nhân đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, phun tiêu độc khử trùng phòng cách ly và khu vực có liên quan. 4. Các biện pháp phòng chống dịch tiếp theo. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các đơn vị, các lực lượng trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trọng tâm là thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly tại nhà, nơi lưu trú, trong các khu cách ly tập trung và cách ly điều trị y tế, tránh lây nhiễm dịch bệnh trong các cơ sở y tế, các khu cách ly phòng chống dịch trên địa bàn. Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ giám sát phòng chống dịch từ thị xã đến các xã phường, thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp và nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến hết sức phức tạp. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã. Trọng tâm là công điện số 18 CDUBND ngày 2 tháng 7 năm 2021, công điện số 22 CDUBND ngày 20 tháng 7 năm 2021, công điện số 23 ngày 1 tháng 8 năm 2021, kế hoạch 177 ngày 21 tháng 7 năm 2021, công văn số 10965 ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, công điện số 10 ngày 4 tháng 7 năm 2021, công điện số 15 ngày 21 tháng 7 năm 2021, công điện số 18 ngày 1 tháng 8 năm 2021, công văn số 2660 ngày 6 tháng 7 năm 2021, công văn số 2723 ngày 11 tháng 7 năm 2021, công văn số 2880 ngày 20 tháng 7 năm 2021, phương án số 191 ngày 26 tháng 7 năm 2021, công văn số 2995 ngày 28 tháng 7 năm 2021, công văn số 3113 ngày 4 tháng 8 năm 2021, công văn số 3159 ngày 7 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, ký thay trưởng ban, phó trưởng ban, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Mai Sĩ Lân. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn được tăng cường. Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các phòng ban phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường, ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm, số trường hợp vi phạm hành chính về trật tự xây dựng và vi phạm về lĩnh vực đất đai là 118 trường hợp, trong đó xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp 6 trường hợp, xây dựng không có giấy phép xây dựng 95 trường hợp, tăng 251% so với cùng kỳ năm 2020, vi phạm lĩnh vực đất đai 17 trường hợp, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2020. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 92 cá nhân và 8 công ty, tương ứng với số tiền xử phạt là 2,4 tỷ đồng. Đối với công tác cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ được đảm bảo công khai, minh bạch, giấy phép được cấp đảm bảo theo đúng thời hạn quy định, tình trạng xây dựng nhà ở riêng lẻ không giấy phép đã giảm rõ rệt
6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Nhân dân thị xã đã thực hiện cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho 491 hộ gia đình cá nhân và 3 giấy phép xây dựng cấp cho dự án của nhà thầu. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, phường Tĩnh Hải có hơn 1.200 công dân về địa phương thực hiện khai báo y tế, đang cách ly tại nhà 15 người và cách ly tập trung 11 người tại khu cách ly khách sạn Thanh Còi. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Tĩnh Hải nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thị xã Nghi Sơn về công tác phòng chống dịch. Theo đó, phường đã và đang tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương, phát huy vai trò của các tổ giám sát cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, phát hiện sớm các trường hợp đi đến trở về từ các tỉnh, thành phố khác, từ đó kịp thời khai báo y tế, phân luồng và cách ly y tế đúng quy định. Thực hiện tốt việc giám sát, theo dõi sức khỏe các trường hợp cách ly y tế và hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thị xã, của phường về công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, với phương châm đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, ra từng đối tượng, Trạm Y tế phường Hải Châu đã và đang triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thị xã về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, Trạm Y tế phường đã tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch phường, kích hoạt lại đội phản ứng nhanh cùng 10 tổ giám sát cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tính từ ngày 24 tháng 7 đến nay, trên địa bàn phường có 1.533 trường hợp từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về địa phương đã chủ động đến Trạm Y tế thực hiện khai báo đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe hàng ngày. Đến thời điểm này, còn 185 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, được theo dõi, giám sát chặt chẽ. Bác sĩ Trần Thị Liên, trưởng Trạm Y tế phường Hải Châu cho biết. Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Trạm Y tế đã tiến hành thực hiện phân luồng các đối tượng theo từng mức độ nguy cơ, từ đó đề ra các biện pháp phòng dịch thích hợp. Bên cạnh đó, Trạm Y tế đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường trong công tác tuyên truyền phổ biến về công tác phòng dịch, đặc biệt là khai báo y tế và thực hiện tốt thông điệp 5K. Đối với các trường hợp cách ly tại hộ gia đình, Trạm Y tế cử cán bộ thường xuyên theo dõi sức khỏe và việc chấp hành cách ly tại gia đình của công dân. Ngoài ra, Trạm Y tế còn phối hợp với đài truyền thanh thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn phường. Tiếp theo chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những điểm mới trong quy định quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại thông tư số 40/2021 của Bộ Tài chính. 1. Về phạm vi điều chỉnh, quy định tại Điều 1, thông tư này hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thay thế các nội dung hướng dẫn về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại chương 1 và chương 2 thông tư số 92 ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính. 2. Về đối tượng áp dụng. Điểm mới 1. Về đối tượng áp dụng, quy định tại khoản 4, điều 2, sửa đổi bổ sung quy định đối với cá nhân chuyên nhượng tên miền Internet quốc gia Việt Nam.vn hướng dẫn tại thông tư này áp dụng đối với cả cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Điểm mới 2. Quy định tại điểm D khoản 1, khoản 6, điều 2. Bổ sung hướng dẫn thêm so với trước đây một số trường hợp, tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay, hướng dẫn cụ thể đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hoạt động thương mại điện tử, bao gồm cả trường hợp cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số, theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử. 3. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, nộp thuế theo phương pháp kê khai. Điểm mới 3. Về phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, nộp thuế theo phương pháp kê khai, quy định tại Điều 5. Bổ sung hướng dẫn mới về phương pháp tính thuế,
hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn hoặc chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng tự lựa chọn thì sẽ nộp thuế theo phương pháp kê khai. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý, phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định nhưng không phải quyết toán thuế. Hộ kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý Thuế. Điểm mới 4. Về hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai quy định tại Điều 11 Khoản 4 Điều 5. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, nộp hồ sơ khai thuế theo tờ khai mẫu số 01, ban hành kèm theo thông tư này và nộp kèm theo phụ lục bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ mẫu số 01 và nộp kèm theo phụ lục bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ mẫu số 01, trong đó quy định phải báo cáo về nhập xuất tồn vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, nhóm hàng hóa trong kỳ, các khoản chi phí phát sinh liên quan đến doanh thu kinh doanh trong kỳ để làm căn cứ cho cơ quan thuế quản lý doanh thu kinh doanh trong kỳ theo rủi ro. Điểm mới 5. Về nơi nộp, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế quy định tại Điều 11, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định chung về thời hạn khai tháng hoặc khai quý quy định tại Điều 44 Luật Quản lý Thuế. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót. 4. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Điểm mới 6. Về trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp trong trường hợp hộ khoán có đề nghị cấp lẻ, bán hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh, quy định tại Điều 7. Bổ sung quy định về trách nhiệm của hộ khoán nếu có sử dụng hóa đơn lẻ phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp lẻ bán hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh. Điểm mới 7. Về việc sử dụng hóa đơn của hộ khoán, quy định tại khoản 2, khoản 4, điều 7. Sửa đổi quy định về việc hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng số, không sử dụng hóa đơn quyền. Trường hợp hộ khoán lựa chọn ổn định phương pháp tính thuế đến hết kỳ tính thuế năm 2021 theo hướng dẫn tại khoản 4 điều 20 thông tư này thì tiếp tục ổn định việc sử dụng hóa đơn cho đến hết kỳ tính thuế năm 2021. Điểm 18. Về hồ sơ khai thuế trong trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp bán lẻ theo từng lần phát sinh quy định tại điểm C khoản 2 điều 13. Sửa đổi bổ sung hướng dẫn mới đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp bán lẻ theo từng lần phát sinh, hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư, bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán, bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa dịch vụ như bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước, bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu, hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước, tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất, cung cấp. Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính. Điểm mới 9 về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, quy định tại điểm B khoản 3 điều 13. Bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai chuyển đổi sang phương pháp khoán. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, tờ khai thuế khoán chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày chuyển đổi phương pháp tính thuế. Điểm mới 10 về điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán, quy định tại điểm B khoản 4 điều 13. Sửa đổi bổ sung quy định về điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán. Theo đó, hộ khoán trong năm có đề nghị điều chỉnh doanh thu, mức thuế khoán do thay đổi hoạt động kinh doanh, thì cơ quan thuế điều chỉnh lại mức thuế khoán theo quy định tại khoản 3 điều 51 Luật Quản lý Thuế kể từ thời điểm có thay đổi. Hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh thì thực hiện thông báo khi ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh, theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 126, ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.
Cơ quan thuế căn cứ vào thông báo của hộ khoán hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế để điều chỉnh mức thuế khoán như sau. Đối với hộ khoán đã được thông báo chấp thuận ngừng kinh doanh, nếu ngừng kinh doanh từ ngày đầu tiên của tháng dương lịch thì điều chỉnh giảm toàn bộ tiền thuế khoán kể từ tháng ngừng kinh doanh. Nếu hộ khoán ngừng kinh doanh tại bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian từ ngày thứ hai đến ngày 15 của tháng dương lịch, trong khoảng thời gian từ ngày mùng 2 đến ngày 15 của tháng dương lịch thì tiền thuế khoán của tháng bắt đầu ngừng kinh doanh được điều chỉnh giảm 50% và điều chỉnh giảm toàn bộ tiền thuế khoán của các tháng sau tháng ngừng kinh doanh. Nếu hộ khoán ngừng kinh doanh tại bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian từ ngày 16 trở đi của tháng dương lịch thì tiền thuế khoán của tháng bắt đầu ngừng kinh doanh không được điều chỉnh giảm, chỉ điều chỉnh giảm toàn bộ tiền thuế khoán của các tháng sau tháng ngừng kinh doanh. Đối với hộ khoán đã được thông báo chấp thuận tạm ngừng kinh doanh, nếu hộ khoán tạm ngừng kinh doanh trọn tháng của năm dương lịch thì tiền thuế khoán của tháng đó được điều chỉnh giảm toàn bộ. Nếu hộ khoán tạm ngừng kinh doanh từ 15 ngày liên tục trở lên trong một tháng của năm dương lịch thì tiền thuế khoán phải nộp của tháng đó được điều chỉnh giảm 50%. Thời gian ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh được xác định theo thông báo của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh không thông báo hoặc thông báo muộn, bao gồm cả trường hợp vì lý do bất khả kháng theo quy định, thì cơ quan thuế căn cứ kết quả xác minh thực tế để xác định thời gian ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh. Hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thì cơ quan thuế căn cứ văn bản yêu cầu ngừng hoặc tạm ngừng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh mức thuế khoán theo thực tế cho thời gian yêu cầu ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh. Hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai thì hộ khoán khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế khoán theo mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư này. Cơ quan thuế căn cứ tờ khai điều chỉnh bổ sung để điều chỉnh giảm mức thuế đã khoán cho thời gian chuyển đổi. Điểm mới 11 về việc công khai bảng công khai thông tin hộ khoán theo mẫu số 01 quy định tại điểm C khoản 5 điều 13 và điểm A.2 khoản 8 điều 13. Bổ sung quy định trường hợp cơ quan thuế đã thực hiện được việc công khai bảng công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thì không bắt buộc phải in phát trực tiếp cho từng hộ khoán bảng công khai theo mẫu số 01. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Nhằm tạo điều kiện sản xuất vụ lúa năm nay và giúp ruộng lúa ngày càng có hiệu quả tốt hơn, công ty Bayer xin giới thiệu đến quý bà con nông dân sản phẩm thuốc trừ sâu thế hệ mới Vajago 200SC. Vajago 200SC là thuốc trừ sâu thế hệ mới với công nghệ đột phá nhất hiện nay. Thuốc có tính lưu dẫn mạnh mẽ và thấm sâu từ mặt trên xuống mặt dưới của lá, diệt cả sâu không trúng thuốc, giúp kéo dài thời gian bảo vệ ruộng lúa từ 2 đến 3 tuần sau khi phun thuốc. Vajago 200SC là thuốc trừ sâu phổ rộng, đặc trị sâu hại trên lúa, rau màu và cây công nghiệp. Đối với lúa, bà con sử dụng liều lượng 150ml trên 1 hectare và 200ml trên 1 hectare cho các loại cây trồng khác. Với Vajago 200SC, bà con sẽ có một vụ mùa tăng năng suất, tăng chất lượng, tăng lợi nhuận. Vajago 200SC, sâu gì khó, có Vajago.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.